Thưa quý vị, sáng nay, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ban tài mậu khu ủy khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1960-1975. Đến dự về phía Trung ương có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Về phía thành phố Đà Nẵng có ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng. Trong không khí tự hào và xúc động, buổi lễ đã ôn lại lịch sử hào hùng của ban tài mẫu khu ủy khu năm. Cuối năm 1960, ban kinh tài khu ủy khu năm ra đời để chăm lo công tác kinh tế, tài chính, hậu cần, phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa bàn khu năm. Đến ngày giải phóng miền Nam, ban tài mẫu khu ủy khu năm có trên 800 người. Trải qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn, gian khổ, ác liệt và hy sinh, ban tài mẫu khu ủy khu năm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là tham mưu cho khu ủy, ba thường vụ khu ủy khu năm tạo lập và xây dựng ngành tài chính hậu cần khu năm từng bước vững mạnh, đảm bảo phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổ chức triển khai, chỉ tri đạo thực hiện tốt các biện pháp để củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo mạng lưới hậu cần của khu năm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhân viên ban tài mẫu khu ủy khu năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 635 phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang dân dân cho ban tài mẫu khu ủy khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với ban tài mẫu khu ủy khu 5, có phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành tài mẫu nói riêng và văn phòng cấp ủy nói chung.